Ở Hồng Kông, tôi có một đệ tử quy y vốn tánh nhút nhát. Khi chưa quy y, anh ta rất sợ ma và sợ bóng tối. Trời vừa nhá nhem tối là anh ta không dám bước chân ra khỏi cửa, tánh rất nhát gan. Cho dù trong nhà có đông người, anh ta cũng vẫn cứ nơm nớp sợ hãi, cứ cảm thấy xung quanh mình, trái phải trước sau, chỗ nào cũng có ma cả. Tuy chưa bao giờ gặp ma, nhưng anh ta lại rất sợ ma. Sau khi anh ta quy y Tam Bảo, mặc dù tôi không niệm chú cũng chẳng làm phép thuật gì cho anh ta cả, nhưng kể từ đó thì anh ta không còn thói hay sợ sệt nữa, không sợ ma mà cũng chẳng sợ bóng tối. Ban đêm ở nhà một mình cũng không sợ, đi đâu lúc trời tối cũng không sợ. Cho nên đối với những chúng sanh không có lòng gan dạ thì chúng ta cần phải giúp đỡ khiến họ có can đảm. Ngoài ra đối với những chúng sanh hay khóc thì quý vị nên khuyên họ chớ khóc lóc nữa, mà hãy sanh tâm hoan hỷ vui vẻ. Tóm lại, chúng sanh thường mang nhiều thành kiến lệch lạc, tánh tình cũng thiên vị quá quắt, cho nên chúng ta phải tìm cách làm cho họ trở về với trung đạo, giữ được mức quân bình. Như thế gọi là điều phục vậy. Khiến cho họ biết được pháp khổ pháp vui, Đức Phật có thể điều phục các chúng sanh ương ngạnh, bướng bỉnh và làm cho họ hiểu rõ thế nào là khổ, thế nào là vui. Những chúng sanh này vì ương ngạnh cho nên khổ họ cũng bất chấp mà sướng họ cũng bất cần. Thế nào là khổ, thế nào là sướng, họ chẳng hề để ý tới. Vì tánh ương ngạnh, khổ hay sướng họ đều không sợ. Họ cứ sống một cách không lo, không buồn, không khổ, không sướng như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có khả năng làm cho các chúng sanh ương ngạnh này biết được thế nào là chân khổ, đau khổ thật sự và thế nào là chân lạc, an vui thực sự. Rốt cuộc cái gì là chân khổ, đọa lạc chính là chân khổ. Bị đọa xuống địa ngục, bị đọa làm ngạ quỷ súc sanh, đó đều là chân khổ. Cái gì là chân lạc? Được khai ngộ chứng quả như quả vị A-la-hán chẳng hạn, thực hành Bồ-Tát đạo, đó đều là chân lạc vậy. Khổ vốn rất nhiều loại, vui cũng rất nhiều thứ. Xong chúng ta bây giờ biết được ý nghĩa tổng quát là được rồi. Vậy biết được pháp khổ pháp vui, tức là biết được mùi vị của đau khổ và của an vui. Rồi mỗi ngày đều sai thị giả đến vấn an Đức Thế Tôn, các vị Đại Bồ Tát Ma Ha Tát ở khắp 10 phương quốc độ đều không đi một mình. Mỗi Bồ Tát thường dẫn theo 1, 2, 3 hoặc 4 thị giả, có vị này thích dắt theo nhiều thị giả, có khi đồng tới mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn thị giả. Lúc bấy giờ mỗi vị Bồ Tát đều phái người thị giả theo hầu bên cạnh mình đến hỏi thăm Đức Phật. Hỏi thăm như thế nào? Họ đồng đến trước mặt Phật và thưa hỏi rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay Ngài có được ít bệnh, ít phiền não chăng? Ngài có được an vui chăng? Chúng sanh có dễ độ chăng? Các thị giả đều hỏi han Đức Thế Tôn như vậy. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra 1.000.000 muôn ức phẩm mây sáng rỡ lớn. Khi ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mỉm cười, không phải cười lớn mà là cười chúm chím, phóng ra 100.000.000 vạn ức đám mây sáng to lớn. Kinh văn: Như là vầng mây sáng đại viên mãn, vầng mây sáng đại từ bi, vầng mây sáng đại trí huệ, vầng mây sáng đại bát nhã, vầng mây sáng đại tam muội, vầng mây sáng đại kiết tường, vầng mây sáng đại phước đức, vầng mây sáng đại công đức, vầng mây sáng đại quy y, vầng mây sáng đại tán thán. Đức Phật phóng ra không thể nói hết vầng mây sáng rỡ như thế. Lược giảng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra 1.000.000 vạn ức vầng mây sáng to lớn. 1.000.000 vạn ức vầng mây này bao gồm rất nhiều chủng loại. Sau ở đây chỉ nêu ra 10 loại tiêu biểu cho thập thừa quán pháp và thập pháp giới mà thôi. Vậy lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra các vầng mây sáng như là: 1. Vầng mây sáng đại viên mãn. Loại mây sáng này biểu thị Phật đạo chiếu soi khắp cả pháp giới. Viên mãn tức là tròn đầy, trọn vẹn, khắp mọi nơi, không một nơi nào dù nhỏ như hạt bụi mà không được áng mây quang minh này rọi ánh sáng tới. Tận hư không khắp pháp giới, nơi nơi đều được bao phủ bởi đám mây sáng này. Vậy vầng mây sáng đại viên mãn tiêu biểu cho Phật đạo viên mãn. 2. Vầng mây sáng đại từ bi, đây là tiêu biểu cho Bồ Tát đạo. Lòng từ có thể ban vui, tâm bi có thể diệt khổ. Con đường mà các vị Bồ Tát đeo đuổi chính là ban phát niềm vui cho chúng sanh và giúp chúng sanh dứt trừ mọi khổ não. Chúng sanh thích niềm vui gì thì chư Bồ Tát ban cho niềm vui đó. Thích ngọt cho ngọt, muốn chua cho chua. Thuở xưa, Bồ Tát Phổ Hiền đã từng giữ nhiệm vụ hành đường trong chùa. Hành đường là thế nào?
Đó là lo việc lấy thêm cơm hoặc thức ăn cho người xuất gia trong lúc họ thọ trai. Thông thường khi người xuất gia thọ trai thì có một người túc trực bên cạnh để giúp họ bới cơm và thức ăn vào bát, ăn hết thì đưa bát cho người ấy để lấy thêm. Khi giữ nhiệm vụ này, Bồ Tát Phổ Hiền thường mang theo bên mình những chai lọ lỉnh kỉnh đựng đủ loại gia vị để nêm thêm vào thức ăn cho vừa khẩu vị của mỗi người. Thế ai muốn ngọt hơn thì Ngài cho thêm đường, thích chua hơn thì Ngài cho thêm giấm, thích cay hơn thì Ngài cho thêm ớt. Tuy nhiên, có khi Ngài vừa rót thêm giấm cho người thích ăn chua, thì người ấy lại phản nàn: "Ô hay, tôi không thích chua quá, tại sao ông lại thêm nhiều giấm đến thế?" Hoặc có người muốn cay hơn nữa, nhưng Ngài vì ngại rằng nếu cay quá thì khó ăn nên chỉ đưa thêm một chút ớt mà thôi. Thì người đó lại cằn nhằn: "Thêm một chút nữa, sao ít quá vậy?" Đó gọi là Bồ Tát Phổ Hiền có thể thỏa mãn ưu muốn của chúng sanh. Phổ Hiền Bồ Tát nàn mãn chúng sanh nguyện. Cho nhiều thì chê dư, cho ít thì chê thiếu. Quý vị xem thật là rắc rối phức tạp. Cho nên làm Bồ Tát không phải là chuyện dễ. Khổng Phu Tử của Trung Hoa có nói rằng người nữ và kẻ tiểu nhân đều khó đối phó. Gần thì khinh lởn, xa thì oán trách. Dùy nữ tử giữ tiểu nhân vì nàn dưỡng dã, cận trì tắc bất tốn, viễn trì tắc oán. Người nữ và kẻ tiểu nhân đều khó đối phó. Tại sao lại khó? Vì nếu quý vị gần gũi dễ dãi với họ thì họ khinh lờn, không để ý đến lý lẽ và không giữ phép tắc. Còn nếu quý vị xa cách nghiêm nghị với họ thì họ lại oán ghét hờn trách, cho nên ứng phó với họ không phải là chuyện dễ. Khổng Tử có lẽ đã từng trải giàu kinh nghiệm về mặt này, cho nên mới thốt ra những lời xác đáng như thế. Bồ Tát đối xử với chúng sanh cũng vậy, quá tốt hoặc quá tệ thì đều không hợp với chúng đạo, cho nên Phổ Hiền Bồ Tát cũng khó mà làm cho chúng sanh được vừa ý hài lòng. Thực hành hạnh Bồ Tát là điều không phải dễ, mình rốt ráo lo cho người ta, nhưng họ lại không chịu biết đủ. Tóm lại, Đại Từ Bi Quang Minh Vân là biểu thị cho Bồ Tát Đạo. 3. Vầng mây sáng đại trí huệ, vầng mây này biểu thị cho duyên giác đạo. Duyên giác là những bậc nhờ tu pháp thập nhị nhân duyên mà thành đạo, và như thế cần phải có đại trí huệ. Các ngài quan sát thập nhị nhân duyên, thấu triệt đạo lý sanh diệt, biết rõ vạn vật thảy đều tự sanh tự diệt, rồi phát nhiên được tỏ ngộ từ Phật tánh sẵn có, bèn nảy sanh một thứ trí huệ chân chánh. Do đó, đám mây sáng đại trí huệ này là tiêu biểu cho duyên giác đạo. Thập nhị nhân duyên tức là 12 cái nhân duyên níu kéo nhau: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Đây gọi là thuận sanh môn, lưu chuyển môn, sự xoay vần. Còn hoàn diệt môn, diệt trừ trở lại tức là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt thì xúc diệt thì thọ diệt thì ái diệt thì thủ diệt thì hữu diệt thì sanh diệt thì lão tử diệt. Như vậy, nếu phá trừ được vô minh thì tất cả đều không nảy sanh. Bậc duyên giác quán sát đến điểm này, liền phá bỏ vô minh trước nhất. Bởi tất cả đều từ vô minh mà ra, cho nên một khi vô minh đã bị phá hủy thì trí huệ chân chánh sẽ nảy sanh. 4. Vầng mây sáng đại bát nhã. Bát nhã tức là trí huệ, gồm có 3 loại là văn tự bát nhã, thực tướng bát nhã và quán chiếu bát nhã. Bậc thanh văn dựa vào văn tự bát nhã mà sanh khởi quán chiếu bát nhã, rồi do quán chiếu bát nhã mà đạt đến thực tướng bát nhã. Và vì đã đạt đến thực tướng bát nhã cho nên chứng được quả vị A-la-hán. Vậy đám mây sáng đại bát nhã là tiêu biểu cho thanh văn thừa. 5. Vầng mây sáng đại tam muội. Tam muội là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là định. Thiên nhân, người ở cõi trời tu hành bậc thượng phẩm của thập thiện thì có được thứ định lực này, chứng đắc tứ thiền bát định, bốn thiền tám định. Tứ thiền là bao gồm tứ thiền thiên, tam thiền thiên, nhị thiền thiên và sơ thiền thiên. Sơ thiền gọi là ly sanh hỷ lạc địa, nhị thiền gọi là định sanh hỷ lạc địa, tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Ly hỷ tức là rời bỏ sự vui vẻ sung sướng, và tứ thiền gọi là xả niệm thành tịnh điện. Lại còn có tứ không xứ, không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên,
Như vậy hợp lại gọi chung là tứ thiền bát định. Chư thiền ở đây đều có định lực và đều tu bậc thượng phẩm của thập thiện. Thập thiện gồm có thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Họ nhờ thọ quy y và chỉ ngũ giới cho nên được sanh lên cõi trời. 6. Vầng mây sáng đại kiết tường. Vầng mây này tiêu biểu cho nhân đạo cõi người. Còn người ai ai cũng muốn mọi sự được kiết tường. Người Trung Hoa thường dùng hai chữ này đi đôi với nhau. Kiết là may mắn thuận lợi, tường là điểm lành. Nói chung là chỉ sự tốt đẹp. Những chúng sanh tu bậc trung phẩm của thập thiện, thọ quy y chỉ ngũ giới thì được sanh vào cõi người. 7. Vầng mây sáng đại phước đức. Đây là biểu thị tu là đạo cõi Atula. Atula có lúc ở cõi trời, có lúc ở nhân gian, trong loài súc sanh hoặc trong đường ngạ quỷ. Nói chung thì Atula cũng có phước đức lớn, cho nên vầng mây sáng này soi chiếu cõi Atula. 8. Vầng mây sáng đại công đức. Đây là biểu thị súc sanh đạo cõi súc sanh. Đức Phật phóng vầng mây sáng đại công đức này khiến cho tất cả nghiệp tội của loài súc sanh đều tiêu trừ và tương lai có thể tiểu khổ được vui. 9. Vầng mây sáng đại quy y. Đây là biểu thị cho ngạ quỷ đạo cõi quỷ đói. Đức Phật phóng vầng mây sáng này khiến cho tất cả ngạ quỷ đều bỏ ác theo thiện, sửa đổi lại chính mình cho tốt và cùng nhau phát tâm quy y Tam Bảo. Quỷ cũng có thể được quy y Tam Bảo. 10. Vầng mây sáng đại tán thán. Đây là biểu thị cho địa ngục đạo. Đức Phật phóng vầng mây sáng này với lòng khen ngợi những chúng sanh ở chốn địa ngục trông thấy vầng mây sáng này thì đều liều khổ được vui, sửa sai hướng thiện, phát Bồ Đề Tâm. 10. Vầng mây sáng này tiêu biểu cho cơ nghi của chúng sanh trong thập đạo, tức là 10 nẻo đường hoặc 10 cõi giới. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng ra nhiều đám mây sáng như vậy, khiến cho chúng sanh trong 10 pháp giới đều phát tâm tu hành để sớm thành Phật Đạo. Đức Phật phóng ra không thể nói hết vầng mây sáng rỡ như thế. Sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã phóng ra những vầng mây sáng kỳ diệu không tả xiết này thì thế nào? Kinh văn rồi lại phát ra các âm thanh vi diệu như là tiếng đàn ba la mật, tiếng thi la, thi ba la mật, tiếng sàn đẻ ba la mật, tiếng tỷ ly gia ba la mật, tiếng thiền ba la mật, tiếng bát nhã ba la mật, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu được giảng. Rồi Đức Thế Tôn lại phát ra các âm thanh vi diệu. Phật phát ra không phải chỉ một loại mà là vô số loại âm thanh, vì là im diệu nhỏ nhẹ, âm thanh không ầm ĩ chói tai mà rất là hài hòa, dịu dàng. Diệu là thánh thót trong và rõ, giọng nói của Phật rất thánh thót vì diệu. Phật chỉ dùng một thứ âm thanh để thuyết pháp, nhưng bất cứ loại chúng sanh nào nghe thấy cũng đều hiểu được cả. Thậm chí những người tùy khác quốc gia, bất đồng ngôn ngữ cũng có thể hiểu được như nhau. Mặc dù Phật chỉ nói bằng một thứ tiếng, như người Nhật nghe thì hiểu đó là tiếng Nhật, người Anh nghe thì hiểu đó là tiếng Anh, người Pháp nghe thì hiểu đó là tiếng Pháp, người Tây Ban Nha nghe thì hiểu đó là tiếng Tây Ban Nha. Tuy rằng ngôn ngữ mỗi nước mỗi khác nhau, nhưng tất cả đều hiểu được tiếng của Phật mà không cần phải phiên dịch. Cảnh giới của Phật vốn không thể nghĩ bàn, cho nên nói Phật chỉ dùng một loại âm thanh để thuyết pháp, nhưng mọi loại chúng sanh đều hiểu được. Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy lại các đắc giải. Âm nghĩa là gì? Chữ âm ở đây có thể giảng là đồng nghĩa với chữ ẩm, tức là uống. Vì sao gọi là uống? Bởi âm thanh ấy rót thẳng vào lòng quý vị, khiến quý vị nghe và hiểu thông suốt, chẳng khác nào uống từng lời vậy. Chữ ẩm này lại cũng có thể giảng theo nghĩa của chữ ẩn, tức là ẩn, giấu. Bảy âm thanh thì có lớn có nhỏ, khi vang khi bật, chẳng khác nào lúc ẩn lúc hiện, cho nên gọi là ẩn. Đức Phật có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Phát âm của Ngài, pháp âm của Ngài chúng sanh nghe nhận đều không giống nhau. Người này nghe ra là thứ tiếng này, người khác nghe ra là thứ tiếng khác. Thật ra thì vốn chỉ là một loại âm thanh mà thôi, nhưng chúng sanh vì chủng loại bất đồng nên cái nghe cũng có sự khác biệt. Âm thanh của Phật có thể truyền đi bao xa. Tôn giả Mục Kiền Liên, vì đệ tử thần thông bậc nhất của Phật, đã thí nghiệm bằng cách dùng thần thông hướng về hoàng hạ xa số thế giới ở phương Đông để nghe xem âm thanh của Phật truyền đi được bao xa. Vượt qua hoàng hạ xa số thế giới như thế mà tôn giả vẫn nghe được âm thanh của Phật rõ mồn một như đang đối diện với Đức Phật vậy. Cho nên âm thanh của Phật thật không thể nghĩ bàn. Lúc bấy giờ, Đức Phật phát ra rất nhiều loại âm thanh, chứ không phải chỉ có một loại.
Vậy thì tổng cộng có bao nhiêu loại? Như tiếng đàn Bà La Mật, đàn là đàn na, đàn na và vốn là tiếng Phạn. Trung Hoa dịch là bố thí. Bố thí trước kia giảng nhiều lần rồi. Bố thí thì gồm có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Mặc dù mọi người đều hiểu rồi nhưng nay giải thích cặn kẽ hơn về ý nghĩa của bố thí. Bố thí mà không chấp trước ở tướng bố thí thì mới là sự bố thí chân chánh. Bố thí mà có sự chấp tướng thì quả báo sẽ là sanh về cõi trời. Bố thí mà không chấp tướng thì quả báo thuộc loại vô lậu. Không chấp tướng tức là tuy có hành động song trong lòng không so đo nhớ nghĩ đến. Ví dụ như mình bố thí cho ai đó một số tiền, thâm tâm để nghĩ: à, thế là phen này mình làm được một việc thiện, tương lai mình sẽ được hưởng phước báo. Luôn suy nghĩ tính toán như vậy thì rốt cuộc lại không được phước báo. Cho dù có được phước báo đi chăng nữa cũng chỉ là sanh lên cõi trời mà thôi, chứ không thể hưởng được thứ phước báo vô lậu. Phải như thế nào mới gọi là bố thí không chấp tướng? Phải đạt đến cảnh giới tam luân thể không, không có năng thí người cho, không có sở thí vật đem cho và cũng không có thọ giả người nhận. Thế nào gọi là năng thí? Thế nào gọi là sở thí? Năng thí tức là bố thí mà còn có cái ngã, không quên được cái tôi. Ví dụ cứ nhớ rằng mình đã cúng dường một số tiền để xây chùa, đúc tượng Phật, in kinh điển rồi sanh tâm chấp trước. Chấp trước như thế nào? Cứ nghĩ rằng mình là người có khả năng bố thí. Cứ thấy mình là người đã dám xuất ra 5 vạn đồng để cúng dường, đó là năng thí. Sở thí tức là những thứ được mang ra bố thí, nhưng nghĩ rằng mình đã đem bỏ ra 5 vạn đồng để làm việc bố thí. Mình đã cúng dường tiền bạc để cất chùa, in kinh, tạc tượng. Mình đã làm công quả, tạo được công đức. Mình có góp phần bố thí. Mình là kẻ có công bố thí, để có đem của cải ra bố thí. Có năng thí và sở thí rồi, tất phải có thọ giả, tức là người thọ nhận của đem cho, thì mới hoàn tất sự bố thí. Thọ giả thì có năng thọ và sở thọ. Thế nào gọi là năng thọ? Chẳng hạn có một người xuất ra 5 vạn đồng bố thí cho tôi, thì tôi chính là năng thọ, kẻ thọ nhận có số tiền mà tôi thọ nhận từ người ấy, chính là sở thọ. Không có năng thí cũng không có sở thí. Thì không có năng thí thì cũng không có sở thí. Đã không có năng thí sở thí thì cũng không có năng thọ sở thọ, tức là không có thọ giả. Đó gọi là tam luân thể không. Cho nên bố thí mà không chấp trước vào tướng bố thí thì mới gọi là sự bố thí tam luân thể không. Bà la mật paramita là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia, và cũng là bỉ ngạn đáo. Đáo bỉ ngạn là nói theo ngữ pháp của tiếng Trung Hoa, còn bỉ ngạn đáo là nói theo ngữ pháp của tiếng Phạn, Ấn Độ và tiếng Anh, có hơi khác với văn phạm của Trung văn. Vậy đáo bỉ ngạn và bỉ ngạn đáo nói tóm lại là đáo cái bỉ ngạn nào? Đến bờ bên kia đáo bỉ ngạn, ngụ ý rằng tất cả những việc mà chúng ta làm đã thành công rồi, chúng ta đã đạt mục đích, đã thực hiện được điều mình hằng mong muốn. Ví dụ hiện nay chúng ta muốn chấm dứt sanh tử thì đối với chúng ta sanh tử là bờ bên này, thử ngạn. Còn niết bàn là bờ bên kia, bỉ ngạn. Như thế, từ bờ sanh tử bên này mà vượt qua được con sông phiền não tới được bờ niết bàn bên kia gọi là đến bờ bên kia, đáo bỉ ngạn. Chúng ta từ thế giới này muốn đến thế giới thường tịnh quang của Phật. Nếu bây giờ khởi hành thì đến khi tới nơi cũng gọi là đáo bỉ ngạn. Từ bờ bên này của phàm phu mà sang đến bờ bên kia của thánh nhân, tức là chứng thánh quả, cũng gọi là đáo bỉ ngạn. Trước kia chúng ta chưa thông hiểu Phật Pháp, nay lại hiểu rõ Phật Pháp, tức là chúng ta cũng đáo bỉ ngạn vậy. Tuy nhiên, đáo bỉ ngạn thì có bỉ ngạn rốt ráo và bỉ ngạn không rốt ráo. Thế nào là bỉ ngạn rốt ráo? Thế nào là bỉ ngạn không rốt ráo? Phàm phu chúng ta nếu chứng đắc sơ quả, tức là đến được bờ bên kia của sơ quả chứ chưa đến được bờ bên kia của nhị quả. Chứng đắc nhị quả tức là đến bờ bên kia của nhị quả chứ chưa đến được bờ bên kia của tam quả. Chứng đắc tam quả tức là đến được bờ bên kia của tam quả. Chứng đắc tứ quả tức là đến được bờ bên kia của tứ quả chứ vẫn chưa đến được bờ bên kia của Bồ Tát. Chứng đắc tri kiến và trí huệ của Bồ Tát
tức là đến được bờ bên kia của Bồ Tát, chứ chưa phải là của chư Phật. Phải chứng được Phật quả thì mới là đạt đến cái bỉ ngạn rốt ráo, và đó cũng chính là cái bỉ ngạn cuối cùng. Cho nên ý nghĩa của ba chữ đáo bỉ ngạn vô cùng thâm áo. Này tôi chỉ giảng sơ lược đạo lý này. Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của từ ngữ đáo bỉ ngạn rồi, quý vị hãy suy rộng ra, bổ sung thêm để đạt đến chỗ rốt ráo của bờ bên kia. Nói như vậy cũng có nghĩa là tuy tôi giảng rất ít, sau quý vị có thể dựa vào những đạo lý tôi giảng mà suy rộng bổ túc triển khai vấn đề cho bao quát hơn. Như thế thì tôi chỉ giảng một mà quý vị có thể lãnh hội được 10 hoặc 100. Ngoài ra, như bây giờ bắt đầu giảng kinh 2 tiếng đồng hồ sau thì giảng xong, đó là đáo bỉ ngạn, là ba la mật. Buổi giảng kinh đã đáo bỉ ngạn vậy. Lại nữa, từ lúc bắt đầu giảng câu như thị ngã văn, có thể nói là chúng ta còn ở thử ngạn bờ bên này, đến khi giảng xong câu giai đại hoan hỷ tín thọ nhi khứ là chúng ta đã đáp bỉ ngạn sang đến bờ bên kia rồi. Tóm lại, làm việc gì mà thành công đạt mục đích rồi thì đó là đáo bỉ ngạn. Quý vị hiểu thấu suốt từ ngữ đáo bỉ ngạn này, tức là quý vị cũng đáo bỉ ngạn vậy. Mục đích tối hậu của chúng ta là thành Phật, chứng được An Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì mục đích đó cũng chính là bỉ ngạn của chúng ta vậy. Tiếng thì là bà là mật, thi là tiếng Phạn, nó đầy đủ là thi la si la. Trung Hoa dịch là thanh lương, thanh là thanh tịnh trong sạch, lương là lương sáng mát mẻ. Vậy thanh lương có nghĩa là vừa sạch sẽ vừa mát mẻ, ngụ ý rằng chẳng những không có phiền não mà còn được thoải mái thanh thản nữa. Thì là còn được dịch là phòng chỉ ngàn dứt, mỗi quốc gia đều có dự bị quân đội để phòng khi nước khác không giữ quy củ xâm lấn đất nước mình thì mình có binh lính sẵn sàng để chống cự, đó gọi là quốc phòng, sự phòng bị của quốc gia. Gia đình có sự phòng bị của gia đình, mỗi cá nhân đều có sự phòng bị của riêng mình. Ở đây là nói về sự phòng bị của mình đối với chính mình. Thế nào gọi là phòng chỉ? Đó là phòng bị mà đình chỉ. Phòng bị việc gì? Tức là đề phòng tất cả điều ác, đình chỉ tất cả việc ác, tuyệt đối không làm điều ác. Và đó chính là chớ làm các việc ác, vâng làm mọi việc lành, chứ ác mặc tác, chúng thiện phục hành. Thì xưa có một cư sĩ đến xin một vị hòa thượng giải thích cho ông biết Phật pháp là gì. Hòa thượng đáp: chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành. Vị cư sĩ liền nói: bạch hòa thượng, điều tôi muốn biết là Phật pháp, còn chuyện chư ác mạt tác, chúng thiện phục hành thì đứa bé lên bà cũng biết được, sao ngài lại bảo đó là Phật pháp? Hòa thượng đáp: tuy đứa bé 3 tuổi hiểu được, nhưng ông già 80 không làm được. Chớ làm các việc ác, chư ác mạt tác. Chư ác tức là tất cả mọi cái ác, mà cũng là một trong những việc ác. Chữ chư này là chỉ số nhiều mà cũng có thể hiểu là một. Ví dụ, quý vị làm được một việc ác thứ nhất, ta sẽ làm được việc ác thứ hai. Làm việc ác thứ hai rồi, quý vị sẽ làm việc ác thứ ba. Làm việc ác thứ ba rồi, tức quý vị sẽ không ngần ngại mà làm việc ác thứ tư cho đến cả trăm ngàn vạn điều ác. Như thế, tất cả đều khởi sự từ con số một, từ một việc ác ban đầu mà sinh sôi nảy nở, rồi tích lũy dần dần. Giống như trái núi, quý vị thấy to lớn như vậy, nhưng thực tế nó được kết thành từ những hạt bụi nhỏ, vô số hạt bụi kết tụ lại hình thành một hòn núi. Cho nên quý vị nói nhiều, nhưng nhiều rốt cuộc là bao nhiêu? Không có số lượng nhất định, thế thì chi bằng cứ nói một, như vậy còn dễ hiểu hơn. Vì thế, ngay cả một việc ác còn con cũng không nên làm, đó chính là chớ làm các việc ác vậy. Nếu như nói chớ làm các việc ác, e rằng lại có người nghĩ đó là nói không nên làm nhiều việc ác, còn một việc ác thôi thì đâu phải là nhiều, mình có làm cũng chẳng sao. Cho nên ở đây tôi nhấn mạnh là một việc ác còn không nên làm, huống hồ là nhiều việc ác, nhiều thì càng không nên làm. Vậy điều trọng yếu nhất, vi diệu nhất là một việc ác cũng không làm. Vâng làm mọi điều lành, chúng thiện phụng hành, chúng là nhiều, đồng nghĩa với chữ chư. Vâng là mọi việc lành, nghĩa là tất cả mọi việc thiện, bất kể là lớn hay nhỏ, chúng ta đều nên làm, chẳng nên bỏ sót một việc nào. Cho dù là chuyện nhỏ nhặt, nhưng miễn là việc tốt thì cũng nên làm.
Bằng không nếu bỏ qua thì sẽ bị thiếu một việc thiện nhỏ đó. Mà như thế thì không thể gọi là mọi việc lành được. Chúng là toàn thể đại dụng trọn vẹn, không thiếu một chút gì. Do đó không thể nói rằng tôi chỉ làm việc thiện này thôi, tôi không thích làm việc thiện kia. Làm thiện sự thì dù nhiều hay ít, dù lớn hay nhỏ, chúng ta cũng đều nên làm tất cả. Còn đối với việc ác thì hoàn toàn trái ngược. Việc ác bất kể là lớn hay nhỏ, nhiều hay ít, chúng ta cũng tuyệt đối không nên làm. Nếu quý vị làm điều ác bất chấp lớn nhỏ như thế là điên đảo đấy. Cho nên sở dĩ vị hòa thượng này nói tuy đứa bé 3 tuổi hiểu được nhưng ông già 80 không làm được, là vì chúng ta làm mà chưa đạt tới chỗ viên mãn. Thì là còn có nghĩa là giới luật khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài A Nan thỉnh vấn 4 điều. Và một trong 4 điều ấy là khi Phật còn tại thế thì chúng đệ tử nhờ Phật làm thầy. Vậy sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì phải tôn ai làm thầy? Bấy giờ Đức Phật dạy rằng chúng đệ tử xuất gia phải lấy giới làm thầy. Những giới luật ấy chính là chớ làm các việc ác, vâng làm mọi việc lành. Và cũng chính là chỉ ác phòng phi, ngăn dứt điều ác, đề phòng việc quấy. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói thì là bà là mật. Giới là tối trọng yếu, là quan trọng nhất. Bố thí là vấn đề quan trọng nhất trong việc tu hành, mà chỉ giới lại cũng là vấn đề quan trọng nhất. Sao có nhiều vấn đề quan trọng nhất vậy? Trong Phật Pháp không có thứ nhì mà toàn là thứ nhất. Bất cứ Pháp nào cũng đều là thứ nhất cả. Có người hỏi tôi Phật Pháp có 84.000 Pháp môn, vậy Pháp môn nào là đệ nhất, cao nhất, vi diệu nhất? Quý vị đoán tôi trả lời như thế nào? Tôi nói Phật Pháp có 84.000 Pháp môn, thì có 84.000 Pháp môn là đệ nhất, là số 1, không có Pháp môn nào là hạng nhì cả. Vì sao tôi nói như vậy? 84.000 Pháp môn là để đối trị 84.000 tật bệnh của chúng sanh. Mỗi chúng sanh đều mắc một chứng bệnh khác nhau. Thế thì Pháp môn nào trị lành được bệnh của người nào, thì Pháp môn ấy là hạng nhất đối với người đó vậy.